cũng chỉ muốn xử lý chuyện của Đổng Tiểu Uyển, mà thiếp đã làm hoàng thượng không vui. Hoàng Ngạch Nương cũng cảm thấy không hài lòng về thiếp. Thật sự thần thiếp rất buồn, đau thấu tâm can. Hoàng thượng đừng để nữ tử người Hán được vào cung, khiến cho Hoàng Ngạch Nương buồn lòng và chúng hậu cung bất an. Bởi vì nàng không chịu sửa đổi tính nết. Nàng có biết lời khuyên của nàng mới khiến trẫm bực mình hay không? Nàng cảm thấy khó chịu, nàng cảm thấy ấm ức là do nàng tự chuốc lấy. Hôm nay trẫm muốn tuyên bố, chỉ cần Tác Nhĩ Na còn ở Khôn Ninh Cung, trẫm tuyệt đối sẽ không đặt chân vào Khôn Ninh Cung nửa bước. Hoàng thượng, nô tài có chuyện muốn bẩm báo. Đứng lên đi. Có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, nô tài mới được thị vệ báo tin, lúc nãy hoàng hậu nương nương mới ra ngoài từ Huyền Vũ Môn. Hoàng hậu có cầm theo lệnh bài ra khỏi cung của Tự Ninh Cung hay không? Dạ có, đã có kiểm tra, đúng là lệnh bài của Tự Ninh Cung. Vậy có thể hoàng ngạch nương kêu hoàng hậu đi làm chuyện gì đó. Hoàng thượng, nô tài cảm thấy hơi lo. Đi ra cửa Huyền Vũ Môn là rất gần nơi ở của Đổng Chu Tử. Ý của người muốn nói là hoàng hậu đi tìm Tiểu Uyển sao? Hoàng thượng, xin thỉnh an hoàng thượng. Hoàng hậu có tới không? Dạ có tới. Hoàng hậu có chuyện muốn gặp Thái hậu nương nương, hiện giờ đang chờ ở bên thư phòng. Hoàng Ngạch Nương chưa gặp hoàng hậu sao? Dạ vẫn chưa gặp. Hoàng thượng, anh Cách Nhĩ, có chuyện gì hả? Hoàng hậu đi ra khỏi cung rồi. Sao? Ta đi trước đây. Được. Chắc chắn hoàng hậu đã tới chỗ của Đổng Tiểu Uyển. Hoàng hậu muốn làm gì chứ? Cô, hoàng hậu dám lén lấy lệnh bài ra khỏi cung, chắc chắn là có âm mưu. Không chừng hoàng hậu sẽ gây ra chuyện lớn đó. Nếu như giết Đổng Tiểu Uyển, chắc chắn phải mang tội chết, trừ khi hoàng hậu bị điên. Hạ Kiệu, hoàng hậu nương nương giá đáo. Đổng Ngạc Thị cung nghênh hoàng hậu nương nương. Đổng Tiểu Uyển, bổn cung tuân theo ý chỉ của Thái hậu nương nương, hôm nay tới đây thăm ngươi. Sao gặp bổn cung lại không hành lễ? Đổng Ngạc Thị cung nghênh hoàng hậu nương nương, như vậy mới được chứ. Coi như đã hiểu chút quy tắc. Đứng lên đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Tỷ tỷ, người đâu? Hoàng hậu nương nương, người muốn làm gì? Hoàng hậu, rốt cuộc người tính làm gì? Hôm nay bổn cung sẽ thưởng cho ngươi một gương mặt quỷ. Đừng có nôn nóng, chỉ một chút nữa thôi bổn cung sẽ thưởng nó cho ngươi. Nương nương, đó là cái gì? Hoàng hậu nương nương, rốt cuộc người muốn làm gì? Hôm nay bổn cung là muốn hủy hoại đi gương mặt đã dụ dỗ hoàng thượng nhà Thanh chúng ta. Bổn cung thật sự muốn nhìn thấy, nếu như hoàng thượng suốt ngày phải đối diện với một gương mặt xấu tới mức ma chê quỷ hờn, thì người có còn yêu nữa hay không? Hoàng hậu nương nương, xin đừng để mất lý trí. Người làm như vậy cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Bổn cung nói cho người biết luôn, ngươi được hoàng thượng bảo vệ, bổn cung cũng được hoàng ngạch nương bảo vệ. Hôm nay bổn cung có hủy hoại nhan sắc của ngươi, hoàng thượng cũng không dám làm gì bổn cung đâu. Hoàng hậu nương nương làm như vậy
Thái hậu nương nương cũng không bảo vệ được cho người. Đổng Tiểu Uyển, bổn cung muốn ngươi phải mang gương mặt quỷ để mà đi gặp hoàng thượng. Tỷ tỷ, hoàng thượng giá đáo. Mau bắt hoàng hậu lại. Rõ. Hoàng thượng, hoàng thượng, đúng là quá đáng sợ. Nếu như hoàng thượng không tới kịp, Tiểu Uyển coi như là xong rồi. Trẫm biết rồi. Vừa biết được tin, trẫm đã lập tức tới đây. Là tại trẫm, trẫm đã không bảo vệ được nàng, khiến nàng lo sợ. Tiểu Uyển biết, chắc chắn hoàng thượng sẽ tới cứu Tiểu Uyển. Đã ổn rồi. Tắc Nhĩ Na, nàng đúng là một người ác độc. Nàng nghĩ hủy hoại dung nhan của Tiểu Uyển, trẫm sẽ không còn yêu nàng ấy hay sao? Nàng sai rồi. Cho dù nhan sắc của Tiểu Uyển ra sao, thì tình cảm của trẫm vẫn trước sau như một. Hoàng thượng nói nghe hay quá. Nếu như thật sự tỷ tỷ trở nên xấu xí, tỷ tỷ còn đâu mặt mũi đi gặp người. Tại sao Liễu công công lại không đứng ra ngăn cản? Liễu công công có chuyện phải vào cung. Còn những cung nữ nhìn thấy hoàng hậu nương nương, họ đều không dám cản. Hoàng Ngạch Nương, con quyết định lần này nhất định phải phế Tắc Nhĩ Na. Lần này người sẽ không ngăn cản con chứ? Tắc Nhĩ Na đã quá điên cuồng, đáng phế. Cũng may mà hoàng thượng đã kịp thời cứu được Đổng Ngạc Thị. Vậy sau khi phế Tắc Nhĩ Na, sau đó phải xử lý sao đây? Con muốn được nghe ý chỉ của Hoàng Ngạch Nương. Tắc Nhĩ Na dù sao cũng vẫn chưa ra tay. Đổng Tiểu Uyển cũng chỉ là quá hoảng sợ mà thôi, vẫn chưa nghiêm trọng. Cho nên ý của ta là cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn trước đây, giữ lại cho hoàng hậu chức phi. Hoàng Ngạch Nương, bây giờ con cũng tin rằng vụ án đầu độc khiến cho quả trân sảy thai trước đây là do Tắc Nhĩ Na làm. Vì trong tay Tắc Nhĩ Na có giữ chất độc quỷ hoại dung nhan, nên hoàng thượng đã khẳng định điều đó hay sao? Phải. Chính vì hoàng hậu có chất độc trong tay, nên có khả năng chất độc khác nàng ấy cũng có. Sau khi Tắc Nhĩ Na đã khôi phục huyền hành, con vẫn cho điều tra tiếp vụ án. Con biết là hoàng hậu có tật giật mình nên ném đá giấu tay. Hoàng thượng, chuyện của quả trân bắt buộc là phải có chứng cứ. Hoàng Ngạch Nương yên tâm, con đã hạ lệnh lục soát kỹ càng Khôn Ninh Cung. Nếu như thật sự tìm ra chất độc đã làm quả trân sảy thai, thì có thể chứng minh trong vụ án này thủ phạm chính là Tắc Nhĩ Na. Một chút nữa con muốn đích thân thẩm vấn Tắc Nhĩ Na. Ngạch Nương đang muốn nhắc nhở con một câu. Bây giờ hoàng thượng đang hận Tắc Nhĩ Na tới tận xương tủy, nhưng mà Tắc Nhĩ Na vẫn là hoàng hậu. Hoàng thượng không thể bức cung hoàng hậu mà phải biết giữ chừng mực. Hoàng Ngạch Nương yên tâm đi, con hứa tuyệt đối sẽ không bức cung nàng ấy. Nếu như có thể chứng minh Tắc Nhĩ Na chính là thủ phạm đã đầu độc quả trân, thì chức phi của Tắc Nhĩ Na người nghĩ có cần giữ lại hay không? Về chuyện này hoàng thượng điều tra trước, sau khi có kết quả chúng ta hãy tính tiếp. Dưỡng Tâm Điện. Tắc Nhĩ Na, trẫm sẽ nhanh chóng hạ chỉ phế ngôi hậu của nàng. Hoàng Ngạch Nương còn muốn giữ lại cho nàng một chức phi. Nhưng mà Hoàng Ngạch Nương có giữ lại chức phi cho nàng được hay không phụ thuộc vào thái độ nhận tội của nàng. Hoàng thượng muốn xử ra sao là quyền của hoàng thượng, thần thiếp đều chấp nhận. Thần thiếp chỉ hận mình ra tay chậm một chút. Không ngờ rằng tiện tỳ Đổng Tiểu Uyển đó thì có quá nhiều mưu mô xảo quyệt, cố ý nói lận giọng với bổn cung để kéo dài thời gian, hai bổn cung bị mắc bẫy. Mưu mô xảo quyệt, xem ra nàng thật sự không biết lòng dạ Tiểu Uyển lương thiện ra sao. Bởi vì nàng vốn đâu hiểu lương thiện là cái gì đâu. Trẫm cũng muốn nói cho nàng biết,
Lần trước khi trẫm muốn phế ngôi hoàng hậu của nàng, chính Đổng Tiểu Uyển đã cầu xin trẫm cho nàng thêm cơ hội. Tiểu Uyển nói nàng sẽ tiếp nhận giáo huấn và sẽ thay đổi. Tách Nhĩ Na, chính Tiểu Uyển đã giữ ngôi hoàng hậu cho nàng đó. Đó là ân nhân của nàng. Vậy mà bây giờ nàng độc ác, đối xử với ân nhân của mình như vậy sao? Quá ra Đổng Tiểu Uyển đã giữ lại hậu vị cho thiếp. Hoàng thượng, người nghĩ thiếp sẽ mang ơn nàng ta hay sao? Ân nhân, nữ tử thấp hèn đó cũng xứng đáng làm ân nhân của bổn cung sao? Thật là nực cười. Nàng ta còn không xứng sắp hại cho bổn cung. Hoàng thượng đang muốn làm gì? Nàng rất thích tát người khác phải không? Hôm nay nàng đã tát Tiểu Uyển một bạt tai. Trẫm thì không muốn làm gì đâu. Trẫm chỉ muốn thay Tiểu Uyển trả lại cho nàng một cái tát. Dạng Thế Gia, cái tát này thật đáng. Dạng Thế Gia, nô tài rất ủng hộ. Tên cẩu nô tài ngươi, thấy bổn cung thất thế lại cố ý bỏ đá xuống giếng. Ngồi cho vững, đừng để cái tát của trẫm làm nàng biến ra khỏi cung. Lục soát cho kỹ, không được bỏ sót bất cứ chỗ nào. Rõ. Kim Thái Y, chút nữa tìm thấy chất độc hoàng hậu nương nương cất giấu, nhờ Thái Y giám định có phải là chất độc làm cho Khánh Phi nương nương sảy thai hay không. Lão phu mong anh thống lĩnh nhanh chóng tìm ra được thuốc độc. Vụ án Hồ Điệp này đã khiến cho lão phu tốn không ít tâm sức rồi. Được, chúng ta ở đây chờ đợi kết quả. Tách Nhĩ Na, trẫm muốn hỏi nàng một chuyện. Vụ án Hồ Điệp đó hại Kính Phi sẽ thai, có phải nàng làm hay không? Hoàng thượng, Hoàng Ngạch Nương đã hỏi qua chuyện này. Lưu Công Công cũng điều tra rồi. Chuyện này không liên quan tới thần thiếp. Trẫm nói rồi, thái độ nhận tội của nàng quyết định số phận của nàng. Nói thật cho trẫm biết, trẫm đã phái anh Cách Nhĩ tới lục soát Khôn Ninh cung của nàng. Từng ngóc ngách, từng ngăn kéo đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng, không được bỏ qua cho dù một manh mối nhỏ. Được, vậy thì cứ để bọn họ tìm đi. Nếu như có thể tìm được chứng cứ, vậy thì lúc đó thần thiếp sẽ nhận tội. Nhận tội? Nàng quá ngây thơ rồi. Chờ họ kiểm tra xong thì cũng đã trễ. Cho dù Hoàng Ngạch Nương muốn bảo trụ phi vị của nàng, trẫm cũng không đồng ý. Cho nên bây giờ nếu nàng chủ động nói cho trẫm biết, trẫm có thể khoan hồng cho nàng. Anh thống lĩnh, anh thống lĩnh, đã tìm được rồi, là ở đây. Lập tức đi kiểm nghiệm. Được, đi. Rõ. Sao hả? Vẫn không muốn nhận sao? Nàng vẫn còn mơ là anh Cách Nhĩ sẽ không tìm ra thuốc độc hay sao chứ? Đây chính là hoàng thượng xúi thần thiếp nhận tội. Vậy là hoàng thượng đã quyết tâm đầy thần thiếp vào lãnh cung rồi. Hoàng thượng, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, thần thiếp nhận tội. Những con hồ điệp độc đó đúng là thần thiếp làm để hại quả trưng. Anh Cách Nhĩ, có tìm được độc hay không?
Bẩm hoàng thượng, tổng cộng tìm được 4 loại độc. Kim Thái Y đang kiểm tra, một loại trong đó chính là độc rắn hại Cánh Phi nương nương sảy thai. Tại sao nàng muốn hại Quả Trân? Hoàng thượng, thần thiếp làm những chuyện này đều là vì thần thiếp không thể nào sinh hài tử cho hoàng thượng. Thần thiếp biết rõ hoàng thượng không thích thần thiếp, bất cứ lúc nào hoàng thượng cũng có thể phế bỏ hậu vị của thần thiếp. Cho nên thần thiếp luôn quán hận, ghen ghét khi nữ nhân được hoàng thượng sủng ái, thậm chí là nữ nhân mang long chủng của người. Những loại thuốc độc này từ đâu mà nàng có? Thật ra trước đây đều do Bình Nhi lấy được từ ngoài cung. Thần thiếp có đặc quyền nên rất dễ dàng cho Bình Nhi xuất cung. Thật ra không chỉ có mình thần thiếp, những phi tần khác đều có thể lấy được những thứ này. Dạng tuế gia, hoàng hậu nương nương nói rất đúng sự thật. Phi tần ở hậu cung đều có thể lấy được những thứ này từ ngoài hoàng cung, hoặc là có thể lấy từ thái y vào cung chữa bệnh cho họ, cho nên rất khó để đề phòng. Nô tài cũng thật sự rất đau đầu. Anh Cách Nhị, có nô tài và trẫm giao Tác Nhĩ Na cho ngươi. Nhớ cho kỹ, trong thời gian này tuyệt đối không được để điều gì bất trắc xảy ra. Hoàng thượng không cần phải lo lắng, thần thiếp tuyệt đối sẽ không tự giận. Nếu như thần thiếp làm như vậy thì sẽ có lỗi với bản thân mình, có lỗi với hoàng thượng, có lỗi với phụ mẫu thần thiếp, càng có lỗi với hoàng nghịch nương đã cho thần thiếp tiến cung. Thần thiếp nói như vậy chắc không làm hoàng thượng thất vọng chứ? Được lắm, nói rất hay, rất cứng miệng. Vậy trẫm không cần phải lo lắng cho tính mạng của nàng nữa rồi. Từ Ninh cung, chuyện ngu xuẩn đó quả nhiên là nàng ta làm. Hoàng nghịch nương, Tác Nhĩ Na không ngu xuẩn, ngược lại rất có tâm cơ. Có tật xấu lại rất ngang ngược và kiêu ngạo, không coi ai ra gì, tự cho mình là đúng, ác độc cây nghiệt. Không sai, Tác Nhĩ Na là có tâm cơ. Nàng ta có thể làm ra vụ án hồ điệp tinh vi như vậy, chứng tỏ nàng ta không ngu ngốc. Ngu ngốc ở chỗ chính là không nghe lời của ai gia, càng không nghe lời của hoàng thượng, tự cho mình là đúng. Hoàng nghịch nương, vụ án hồ điệp khiến cho người cùng trẫm mất nhiều công sức cũng đã được làm rõ, thật sự đáng vui mừng. Bây giờ hoàng thượng định trị tội Tác Nhĩ Na, nương nương nói trước một câu, tuyệt đối không được đầy vào lãnh cung. Vào lãnh cung sống không bằng chết. Nàng ta dù gì cũng là chất nữ của nghịch nương, là biểu muội của hoàng thượng, tuyệt đối không được đầy vào lãnh cung. Trẫm sẽ không đầy Tác Nhĩ Na vào lãnh cung, nhưng những việc độc ác mà Tác Nhĩ Na làm, nếu vẫn là chính phi thì không hợp lý. Nếu không được chức phi thì có thể là chức tần, nhưng từ hậu giáng xuống tần thì chênh lệch quá lớn. Thêm tội đã hại Quả Trân, hoàng nghịch nương còn muốn giữ lại phi vị cho Tác Nhĩ Na hay sao? Chẳng phải hoàng thượng đã nói chuyện của Quả Trân, Tác Nhĩ Na đã chủ động nhận tội rồi mà? Nếu như Tác Nhĩ Na đến chết cũng không nhận tội thì vụ án hồ điệp này sẽ mãi mãi không giải được. Cân nhắc tới điều này, hoàng thượng không thể nương tay được hay sao? Nàng ta có chịu nhận tội hay không thì chứng cứ cũng đã rất rõ ràng. Hoàng nghịch nương, nếu muốn trẫm xử lý nương tay, vậy thì trẫm sẽ vì lòng hiếu thuận của trẫm với hoàng nghịch nương mà xử nhẹ, không muốn người vì chuyện này mà khó chịu. Vậy thì đa tạ lòng hiếu thuận của hoàng thượng. Đây là lòng hiếu thuận mà trẫm nên có. Nhưng có một điều trẫm muốn thỉnh cầu hoàng nghịch nương. Chuyện Tác Nhĩ Na hại Đổng Tiểu Uyển cảnh tỉnh trẫm. Tiểu Uyển ở ngoài cung rất không an toàn, cho nên trẫm muốn đón nàng ấy về. Được rồi, dù sao thì thiết bài cũng đã dời đi, hãy cho Tiểu Uyển về Nam Uyển đi. Nhưng mà chuyện tới đây là chấm dứt, hoàng thượng phải giữ lời hứa, không được gây ra sóng gió. Tạ hoàng nghịch nương.
Hôm nay đa tạ muội đã đưa ta về. Không còn sớm nữa, muội cũng mau về nghỉ ngơi đi. Dạ được, vì muội muội về trước. Tỷ tỷ được trở về cung sớm như vậy, muội muội thật sự cảm thấy mừng cho tỷ. Ơn lần trước tỷ tỷ cứu muội, muội sẽ không bao giờ quên. Mọi chuyện đều đã qua rồi, hãy quên nó đi. Thật không ngờ ta lại trở về cung nhanh như vậy. Vốn tưởng rằng sẽ ở ngoài cung thêm mấy tháng, chờ tới khi hoàng thượng thu hồi hai hoàng kỳ ấn thì mới trở về. Tỷ tỷ, hoàng thượng thật lợi hại, nhanh như vậy đã đánh bại được thái hậu nương nương. Khấu khấu, muội nói bậy cái gì vậy? Hoàng thượng tôn trọng thái hậu nương nương, muội đừng ăn nói lung tung. Chủ tử, nô tỳ sẽ không bẩm lại những chuyện này với thái hậu đâu. Nô tỳ thật sự mừng cho chủ tử đã quay trở lại cung. Hôm đó nếu nô tỳ không theo Liễu công công về cung thì nô tỳ đã ngăn cản hoàng hậu nương nương rồi. Dù sao thì tỷ cũng không có ở đó, giờ muốn nói sao cũng được. Có biết vị hoàng hậu độc ác đó có kết quả gì không? Bị đánh hỏi tội, biến thành mặt quỷ đó. Khấu khấu, những lời tỷ nói là thật lòng. Thái hậu nương nương cũng sẽ không để hoàng hậu hại chủ tử, nên là Uyển Nhi sẽ hết lòng bảo vệ chủ tử. Uyển Nhi, ta tin lời của ngươi nói. Muội muội ngồi xuống đi. Tạ tỷ tỷ. Các người lui xuống. Dạ. Không ngờ trải qua dày dò thời gian ngắn, tỏ hết quy phong, Tác Nhĩ Na vẫn bị phế. Chẳng bao lâu nữa tỷ tỷ sẽ lên hậu vị. Hoàng hậu nương nương Tác Nhĩ Na đó đánh tỷ một cái, bây giờ phải trả lại gấp 10 lần rồi. Cái tát đó dĩ nhiên bổn cung sẽ đòi lại rồi. Nhưng nhìn Tác Nhĩ Na bây giờ thảm như vậy, nên bổn cung không muốn so đo. Nàng ta dám quỷ nhan sắc của Đổng Tiểu Uyển, bổn cung cũng có chút kính phục. Ta chỉ tiếc là hoàng thượng đã kịp thời cứu Đổng Tiểu Uyển đó. Hoàng thượng không những cứu được Đổng Tiểu Uyển mà còn mượn chuyện của Tác Nhĩ Na đón nàng ta hồi cung. Cho nên một khi bổn cung đã lên ngôi hoàng hậu, người đầu tiên bổn cung đối phó chính là Đổng Tiểu Uyển. A Mã, hoàng hậu thật đúng là người dám làm. Chỉ tiếc là chậm một bước, lại giúp cho Đổng Tiểu Uyển kia một bước tiến cung rồi. A Mã lại nghĩ thái hậu nương nương muốn giữ lại cho hoàng hậu nương nương một chức phi, vì vậy cũng không ngăn cản hoàng thượng. Lần này Đổng Tiểu Uyển nhập cung không đáng phải lo, lại còn phải ngoan ngoãn ở lại Nam Uyển. Muốn triệt để giải quyết tai họa cần phải có thời gian, không thể gấp gáp được. Đúng vậy, Đổng Tiểu Uyển này vở kịch còn rất dài, chúng ta cùng hoàng thượng chờ xem đi. Nhưng đến bây giờ, người vui nhất chính là Linh Châu của chúng ta. Tuy trải qua một phen dày dò, cuối cùng vẫn được phong hậu. A Mã, tuy rằng thịnh yến 3 ngày của cha tuy tới trễ một chút, nhưng vô tình nó lại rất hợp lý. Tế độ, trải qua sóng gió lần này, suy nghĩ của A Mã đã thay đổi rồi. Lần này Linh Châu thật sự được thượng vị, nhưng kính tiếng một chút vẫn hơn. Người ta đau khổ như vậy chúng ta lại vui mừng, nhất là thái hậu nương nương sẽ cảm thấy không vui đâu.
Chúng ta cũng không nên khoe khoang như vậy. A Mã, suy nghĩ của A Mã thay đổi tốt quá. Con cũng nói thật lòng. Nếu bây giờ A Mã muốn mở tiệc linh đình thì con cũng sẽ ngăn cản thôi, nhất định là không ủng hộ như trước. Con cũng thay đổi suy nghĩ rồi sao? Bởi vì con cảm thấy trong cung đang đấu ngày càng kịch liệt hơn, sau này chỉ sợ là ngày càng nguy hiểm. Xem ra chúng ta vẫn cứ trốn trong nhà là tốt nhất. Đừng nên chọc người khác gai con mắt, sẽ khiến cho người ta ghen ghét đó. Như vậy thì nguy rồi. Được, khá lắm, con ngày càng lão luyện đó. A Mã thấy mừng cho con. Tỷ tỷ, muội mới đưa Đổng Tiểu Uyển về Nam Uyển, vội vàng tới đây thăm tỷ. Hoàng hậu đã thất thế rồi, Đổng Tiểu Uyển lại được hồi cung, thú vị lắm. Nhưng mà muội muội, bây giờ trong hậu cung muội càng ngày càng như cá gặp nước, vị trí của muội trong lòng hoàng thượng ngày càng quan trọng đó. Tỷ tỷ, cho dù muội muội có như cá gặp nước thì chỉ được xếp ở hàng phi tử thấp nhất mà thôi. Không chừng vài ngày nữa muội sẽ được chúc mừng ngày đại hỷ của tỷ tỷ đó. Muội muội, muội thấy tỷ thật sự sẽ được phong hậu hay sao? Tỷ cảm thấy Lan Quý Phi có hy vọng hơn là tỷ đó. Với lại tỷ tỷ cảm thấy Hoàng Ngạch Nương coi trọng Lan Quý Phi hơn là tỷ nhiều. Tỷ tỷ, tỷ đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái gì nên tới, tự khắc sẽ tới. Hơn nữa, nếu như tỷ không được phong làm hoàng hậu, tỷ cũng đâu mất mát gì đâu. Muội nói cũng đúng. Tỷ tỷ, muội muốn nói với tỷ một chuyện. Thật ra thì vụ án Hồ Điệp kia là hoàng hậu nương nương hại muội. Cái gì? Là hoàng hậu sao? Muội muội, muội có chắc là do hoàng hậu nương nương làm hay không? Đương nhiên rồi, là hoàng thượng đích thân nói với muội. Người nói ở trong cung của hoàng hậu nương nương đã tìm thấy được thuốc độc đã hại muội. Hoàng hậu nương nương không có cách nào khác, đành phải nhận tội. Hoàng hậu này đúng là độc ác, đáng phế. Tiểu Uyển, trẫm quyết định lập tức hạ chỉ phế hậu, lập Dung Quý Phi làm hậu. Nàng sẽ không xin cho Tác Nhĩ Na nữa chứ? Chuyện của Tác Nhĩ Na Tiểu Uyển sẽ không xen vào, hoàn toàn theo ý của hoàng thượng. Nếu hôm đó trẫm không tới kịp thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc đầu khi Tác Nhĩ Na muốn hại nàng, trẫm nên phế nàng ấy, không nên để cho nàng ấy hung hăng càng quấy như vậy. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng tức giận. Không phải bây giờ Tiểu Uyển đã rất tốt rồi hay sao? Tiểu Uyển hứa với hoàng thượng, sau này Tiểu Uyển nhất định chăm sóc tốt cho bản thân, không để cho hoàng thượng lo lắng nữa. Tiểu Uyển, khi trẫm không có ở bên cạnh, nàng phải tự bảo vệ bản thân. Nếu không, trẫm vào triều sẽ lo lắng cho nàng. Tiểu Uyển biết rồi. Chúng ta đi. Phụng Thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết. Hoàng hậu Bác Nhĩ Tế Tác Nhĩ Na Thị từ 16 tuổi vào cung sắc lập ngôi hậu, mấy năm nay đã làm những việc thất đức thất nghi, vốn chỉ không làm gương tốt ở trong chốn hậu cung, huống chi là mẫu nghi thiên hạ. Trẫm đã quan sát xem xét, nhiều lần khuyên bảo mà Tác Nhĩ Na lại không hề có ý hối cải. Trẫm đã thu hồi tiên biểu trung cung, có ý muốn cảnh tỉnh, nào ngờ lại càng trầm trọng hơn. Thậm chí còn dùng tiên biểu trung cung làm hại người vô tội, sau đó
lại càng điên cuồng, đối với trẫm lại càng ngang ngược. Trẫm có ý muốn phế Hậu, tuy nhiên trẫm không muốn triều đình chấn động. Hơn nữa Thái Hậu có ý che chở, trẫm vì hiếu thuận mà khôi phục tiên biểu trung cung, mong muốn hoàng hậu biết sai mà sửa. Ai ngờ hoàng hậu bản tính độc ác, sau khôi phục tiên biểu trung cung lại còn làm nhiều chuyện ác hơn. Trẫm còn điều tra được chuyện Tắc Nhĩ Na hạ độc hoàng phi. Đến lúc này trẫm không thể nhịn được nữa, quyết ý phế bỏ tôn vị hoàng hậu, giáng xuống làm kính phi ở Hàm Phúc Cung. Nước không thể không có vua, vua không thể nào không có hậu. Sau khi cùng hoàng thái hậu thương nghị, được hoàng thái hậu đồng ý tán thành, quyết định xác lập Dung Quý Phi làm hoàng hậu ở tại Khôn Ninh Cung. Khâm thử. Các vị ái khanh, tất cả bình thân. Tạ hoàng thượng. Các vị ái khanh, hôm qua trẫm cùng hoàng ngạch nương bàn bạc chuyện phế Hậu, nhận được sự ủng hộ của hoàng ngạch nương. Trẫm biết trong các khanh sẽ có vài người bất mãn về chuyện phế Hậu. Tuy rằng bất mãn, nhưng không có người dân tấu khuyên can. Điều này cho thấy tất cả các vị ái khanh cũng cảm thấy hoàng hậu thất đức thất nghi rõ như ban ngày. Trẫm hiểu được các vị ái khanh, cũng cảm tạ các vị ái khanh đã thấu hiểu ủng hộ cho trẫm. Trẫm và hoàng ngạch nương xét thấy người thích hợp nhất để lập tân hậu chính là Dung Quý Phi và Lan Quý Phi, nhưng nên lập ai trong hai nàng làm hoàng hậu, trẫm cũng suy nghĩ rất nhiều. Nhưng ngôi vị hoàng hậu chỉ có một. Để bù đắp lại sự hối hận trong lòng của trẫm, trẫm và hoàng ngạch nương cuối cùng đã quyết định sắc phong Lan Quý Phi làm hoàng quý phi, do đó báo cho các vị thần công, các vị ái khanh. Chuyện này sao lại như vậy chứ? Các vị ái khanh, do ở hậu cung có thay đổi hoàng hậu và các cấp phi, vì vậy trẫm quyết định thăng Đức Phi Đông Giai Thị làm Dung Quý Phi, Kính Phi Quả Trân làm Đức Phi. Nương nương, nương nương, nương nương, nương nương, người đừng làm như vậy nữa. Phế đi, phế đi, phế rồi người sẽ được như ý nguyện. Hoàng thượng, người sẽ không được như ý đâu. Nếu Đổng Tiểu Uyển chính là điểm yếu của người, người sẽ bị quỷ quại trong tay của nữ nhân đó. Nương nương, tỷ tỷ, tỷ tỷ đừng có mắng nữa. Vừa mới đến Hàm Phúc Cung, cung nữ hầu hạ đều là người mới, cho nên đừng để bọn họ nghe thấy, nếu không sẽ không tốt đâu. Bài học của Bình Nhi đó. Tỷ tỷ, ngươi kêu ta là tỷ tỷ, đúng rồi, ta là tỷ tỷ của ngươi. Ta chỉ hơn ngươi có một tuổi, chẳng phải là tỷ tỷ của ngươi hay sao? Tỷ tỷ, Tắc Nhĩ Na không còn là hoàng hậu, từ nay Tắc Nhĩ Na cũng chỉ là một người ngang vai ghế với ngươi mà thôi. Tỷ tỷ, ngươi đừng có đau lòng nữa mà. Tỷ tỷ đừng khóc nữa, Linh Châu nàng ta cũng không đạt được ý nguyện đâu. Tuy bây giờ nàng ta được thăng làm hoàng quý phi, nhưng vẫn chưa phải là hoàng hậu. Chỉ cần ngày nào đó chưa thống lĩnh hậu cung, thì nàng ta sẽ không dám làm gì chúng ta. Xem ra cuối cùng hoàng thượng đã tỉnh táo, không cho tiện nhân kia đạt được mong muốn. Linh Châu nhất định cho rằng đợi sau khi bổn cung bị phế, nàng ta sẽ leo lên được hậu vị. Hôm nay nàng ta cũng bị té một cú thật đau đớn.
hoàng quý phi gì chứ. Nó chỉ là hư danh mà hoàng thượng cùng hoàng ngạch nương dùng để an ủi nàng ta mà thôi. Linh Châu lúc này tâm trạng không biết sẽ ra sao. Đáng đời lắm, đáng đời lắm. Hoàng thượng và hoàng ngạch nương lại để cho Dana làm hoàng hậu hay sao? Dana sao có thể so với bổn cung? Thật là quan đường. Tỷ tỷ bất giận đi. Tỷ tỷ, dù gì người cũng là hoàng quý phi đầu tiên của triều đại, là người đứng đầu chúng phi. Muội muội, muội đừng an ủi bổn cung. Hoàng hậu và hoàng quý phi kém xa như vậy. Long phụng tại thiên, phụng chỉ có một, chính là hoàng hậu. Dana này bình thường trước mặt bổn cung chỉ biết ngoan ngoãn nghe lệnh mà thôi. Vậy mà bây giờ bổn cung gặp nàng ấy còn phải cung kính thỉnh an, tự xưng là thần thiếp. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Sao bổn cung có thể chịu đựng được chứ? Sao bổn cung có thể chịu đựng được? Tỷ tỷ, nói ra thì cũng lạ quá. Chuyện tỷ tỷ lên ngôi hoàng hậu là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng trong chuyện này nhất định là có biến cố gì rồi. Biến cố này lúc hoàng thượng lần trước muốn phế hậu cũng đã xảy ra. Nguyên nhân của biến cố chắc chắn là do Đổng Tiểu Uyển đã xúi giục hoàng thượng, đã khiến cho hoàng thượng thay đổi ý định. Đổng Tiểu Uyển, bổn cung muốn người chết. Tỷ tỷ, có phải hôm nay tỷ cảm thấy rất vui hay không? Muội muội, muội nói không sai. Tỷ tỷ đã được phong làm hoàng hậu rồi. Dana này đã được phong làm hoàng hậu, ngày mai sẽ vào khôn ninh cung. Mọi người ai cũng nghĩ Linh Châu sẽ được phong hậu vào khôn ninh cung. Bây giờ tỷ tỷ cảm thấy giống như đang mơ vậy. Tỷ tỷ, tỷ có thể được phong hậu, muội thật sự rất vui mừng cho tỷ. Như vậy quá tốt rồi. Từ nay muội muội nên gọi tỷ tỷ là hoàng hậu nương nương. Thần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương. Muội mau đứng lên đi. Nào, lại đây ngồi xuống. Đúng là tỷ cảm thấy rất vui. Muội muội, tuy là tỷ được phong làm hoàng hậu, nhưng lúc chỉ có hai chúng ta thì vẫn xưng hô là tỷ muội, không cần xưng thần thiếp đâu. Dạ được, vậy muội muội tạ ơn tỷ tỷ. Phải rồi, phải chúc mừng muội muội. Muội hiện tại cũng là đức phi đứng đầu tứ phi, coi như là tiến thêm một bước. Tỷ cũng chúc mừng cho muội muội. Tỷ có niềm vui lớn, niềm vui của muội chỉ nhỏ thôi. Thật sự không ngờ tỷ tỷ và muội muội hai người không có tâm cơ gì lại nhận được sự báo đáp lớn như vậy. Bây giờ chắc là Tác Nhĩ Na và Lan Quý Phi đang rất tức giận đó. Tỷ tỷ, xưa nay tỷ luôn được hoàng ngạch nương bảo vệ. Tỷ gây ra chuyện lớn như vậy, nếu như người nào khác trong hậu cung chắc chắn đã bị đày vào lãnh cung dở sống dở chết. Nhưng tỷ tỷ vẫn giữ được phi vị, chứng tỏ tỷ là quý nhân trời sinh. Ta đã làm chuyện gì chứ? Chúng ta chỉ vì muốn trừ hại cho hậu cung, muốn trừ hại cho triều đình. Tỷ chỉ hối hận vì đã nói nhiều với tiện nhân kia, nên hoàng thượng đã tới kịp lúc. Nếu không thì bây giờ Đổng Tiểu Uyển đó đã có một gương mặt quỷ rồi.
mỗi lần soi gương sẽ khiến cho tâm can của ả sống không bằng chết. Ngoài chuyện của Động Tiêu Uyển thì vụ án Hồ Điệp mà tỷ gây ra, chắc chắn Hoàng thượng và Hoàng Ngạch Nương sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu. Thục Phi muội muội, ta muốn nói cho muội một bí mật quan trọng, nhưng muội phải thề không được nói cho bất cứ kẻ nào khác. Tỷ tỷ có bí mật quan trọng sao? Nếu muội không thề, ta sẽ không nói cho muội biết. Được, vậy thì muội xin thề độc. Nếu như muội tiết lộ bí mật này cho ai biết, muội sẽ bị thiên lôi đánh chết, chết không toàn thây. Thuộc phi muội muội, tỷ nói cho muội biết, vụ án Hồ Điệp đó không phải là tỷ làm đâu, không phải do tỷ làm. Vậy tại sao tỷ lại nhận tội? Bởi vì ta cũng có giấu loại độc để hại Quả Trân. Mọi người đã lục soát và tìm được độc trong cung. Kim Thái Y cũng đã kiểm tra và xác nhận đó chính là độc rắn. Bây giờ xảy ra chuyện của Đổng Tiểu Uyển, Hoàng thượng khẳng định chính là ta hại Quả Trân. Thêm chứng cứ rành rành như vậy, sao ta có thể giải thích được? Nếu như ta còn cố ngụy biện, e rằng ngay cả phi vị cũng không giữ được. Nhưng mà tỷ phải gánh chịu nỗi quan này, nhận tội về mình thì hậu quả nghiêm trọng lắm. Nếu tỷ tỷ giải bày với Hoàng Ngạch Nương thì dưới sự sáng suốt của người, nhất định người sẽ biết là tỷ đang nói thật. Hoàng Ngạch Nương sẽ giúp cho tỷ mà. Hung thủ thật sự sẽ không tiêu dao vô sự như bây giờ đâu. Không, bốn cô muốn người đó được tiêu dao vô sự. Bây giờ bốn cung thất thế, bốn cung phải cố gắng hết sức để kẻ có tư tâm tỉ mỉ đó đứng một bên xem kịch. Thục phi muội muội, ta nói muội nghe, hung thủ thật sự đã ra tay hãm hại Quả Trân. Đầu tiên còn gây ra nhiều sóng gió trong hậu cung. Nếu sau này Đổng Tiểu Uyển còn được hoàng thượng sủng ái, người đó sẽ đưa Đổng Tiểu Uyển vào chỗ chết để trả thù thay cho ta. Người đó lợi hại vậy sao? Theo lời của tỷ tỷ nói, hẳn là tỷ biết người đó là ai. Quả Trân, tỷ tỷ nghĩ lại rồi, tỷ được phong hậu, xét cho cùng cũng phải cảm tạ Tiểu Uyển. Vì vậy tỷ nghĩ sau này không nên làm khó Tiểu Uyển, càng không muốn đối đầu với nàng ấy. Tỷ tỷ, muội là người không quan trọng, cho nên muội cùng Đổng Tiểu Uyển tiếp xúc với nhau không có gì phải lo. Nhưng tỷ không phải như vậy. Giờ tỷ là hoàng hậu rồi, tỷ không sợ làm trái ý của Hoàng Ngạch Nương hay sao? Hoàng Ngạch Nương kiên quyết đuổi Tiểu Uyển ra khỏi cung đó. Cũng phải, tỷ làm hoàng hậu thật sự khó xử, không được trái ý chỉ của Hoàng Ngạch Nương, càng không được trái ý chỉ của Hoàng thượng. Vì vậy xét cho cùng, tỷ là không nên xuất đầu, lại càng không nên gây thù chuốc oán, càng không muốn làm khó người khác, chỉ cần bảo trụ hậu vị là được. Tỷ tỷ, suy nghĩ này của tỷ rất hay, nhưng nếu muốn làm cho Hoàng thượng và Hoàng Ngạch Nương hài lòng, chỉ sợ là không dễ dàng đâu. Chỉ cần Đổng Tiểu Uyển còn ở trong cung một ngày, muốn làm cho Hoàng thượng và Hoàng Ngạch Nương đều hài lòng, thật sự vô cùng khó khăn. Phải đó, muội cũng có thể hiểu được nỗi khổ của người đứng giữa. Khi Hoàng Ngạch Nương răng dậy thật sự rất đáng sợ. Muội nghĩ rằng sau này cũng nên giữ khoảng cách với Đổng Tiểu Uyển, tốt nhất là không nên thân cận. Muội muội, chuyện này suy nghĩ của tỷ không giống muội đâu. Sao vậy? Tỷ tỷ vẫn muốn cho muội tiếp tục qua lại với Đổng Tiểu Uyển hay sao? Nếu như vậy thì Hoàng Ngạch Nương nhất định sẽ rất hận muội. Sau này muội ở trong cung sẽ rất khó khăn đó. Quả Trân, muội biết ưu điểm của muội là gì không? Muội chính là đơn thuần, không có tâm cơ.
Cũng chính vì vậy mà Hoàng Ngạch Nương chưa từng so đo với muội. Chỉ nói cho muội biết, nếu như có bất cứ phi tử nào khác dám kết giao với Đổng Tiểu Uyển, lại còn xưng hô tỷ muội, thì tỷ đảm bảo chắc chắn sẽ không giữ được phi vị đâu. Còn muội, tuy rằng bị quở trách, nhưng vẫn được thăng làm đức phi. Thử nghĩ mà xem, nếu như Hoàng Ngạch Nương không đồng ý, thì muội làm sao có thể thăng vị? Điều này chắc là muội chưa bao giờ để ý phải không? Tỷ tỷ, đúng là xưa nay muội muội chưa bao giờ suy nghĩ tới điều này. Muội còn tưởng là hoàng thượng một câu liền quyết định, muội cũng không thăng vị. Muội từ kính phi biến thành đức phi là vì Tác Nhĩ Na xuống làm kính phi, đức phi lại thăng lên làm quý phi. Muội lại không còn chỗ nào cho nên mới được lên làm đức phi, không phải vậy hay sao? Muội nói cái gì vậy? Chị không có chỗ nào mới được lên làm đức phi sao? Sao muội lại ngây thơ như vậy chứ? Xem ra hậu cung còn nhiều điều mà muội vẫn chưa biết rõ đâu. Tỷ nói cho muội biết, muội làm cho Hoàng Ngạch Nương cảm thấy không vui mà còn có thể thăng làm đức phi, vậy nên mới thấy tương lai của muội ở hậu cung chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Chúng phi đều nghĩ muội nhu nhược đơn thuần, không thích hợp để sống trong hậu cung, nên họ không nghĩ đây mới là ưu thế lớn nhất của muội. Người này không phô bày, làm người luôn khiêm tốn, cũng không thể hiện bất cứ điều gì. Nàng chỉ im hơi lặng tiếng, trở thành hoàng hậu của Dương Triều Đại Thanh. Đa Na, hoàng hậu Đa Na, giỏi cho Đa Na. Trước đây chúng ta cứ nghĩ đó là Linh Châu. Ta cũng từng nghi ngờ Linh Châu, nhưng ta lại nghi ngờ Đa Na nhiều hơn. Đa Na này quả thật rất thông minh, cứ như vậy mà che giấu hoàng thượng và Hoàng Ngạch Nương. Hoàng thượng và Hoàng Ngạch Nương luôn nghĩ nàng ta không có tâm cơ, nàng ta dựa vào điều này mà đánh bại Linh Châu trở thành hoàng hậu. Nhưng vì sao tỷ cho rằng Đa Na đã hại quả trân sảy thai chứ? Tỷ có chứng cứ gì sao? Mọi người đều biết quả trân và Đa Na thường ngày có quan hệ rất tốt, chẳng lẽ Đa Na lại hại hài tử trong bụng quả trân? Điều này liệu có nhầm lẫn gì hay không? Không sai, Đa Na và Quả Trân ngày thường có quan hệ rất tốt. Nhìn thì cả hai người đều rất ngây thơ và trong sáng, nhưng mà Quả Trân thực sự ngây thơ hay không? Quả Trân chỉ là cái đuôi của Đa Na, ở bên cạnh làm việc cho Đa Na, chỉ có vậy thôi. Bùi hỏi rất đúng, tại sao nàng ta lại hại hài tử của Quả Trân? Bởi vì tuy nàng ta có hai hài tử, nhưng đều là Cách Cách, không phải là A Ca. Vì không có A Ca nên nàng ta luôn cảm thấy không an tâm, cho nên luôn đề phòng bất cứ phi tần nào mang long thai của hoàng thượng. Thì muội hãy nghĩ đi, nếu có cơ hội sẽ lập tức ra tay thôi. Muội nghĩ thử xem, bây giờ còn ai có thể khiến cho Quả Trân tin tưởng như vậy nữa chứ? Nghe tỷ nói như vậy, muội cảm thấy rất đúng. Ngày ban thưởng hồ điệp, son mà Quả Trân dùng chính là son mà Đa Na đã tặng cho nàng ấy. Đa Na thường xuyên qua lại với Quả Trân nên chắc chắn là biết lúc đó Quả Trân sẽ dùng son của nàng ta đưa. Những con hồ điệp đó đúng là bị Quả Trân thu hút. Hơn nữa với tính cách của Đa Na và quan hệ thân thiết với Quả Trân, mọi người sẽ không hoài nghi nàng ấy. Muội thật sự rất thông minh, mới nói sơ đã biết rồi. Lúc nãy tỷ còn nói Đa Na sẽ trả thù thay cho tỷ, như vậy nghĩa là sao? Dù sao thì Đa Na cũng trở thành hoàng hậu, bây giờ nàng ta cố sức diệt trừ những người uy hiếp hậu vị của nàng ta. Mà kẻ uy hiếp này chính là hoàng quý phi Linh Châu, cách hậu vị gần nhất. Nếu như Đổng Tiểu Uyển còn tiếp tục ở lại trong cung, vậy thì trong tương lai cũng sẽ trở thành mối nguy cho nàng ấy. Sở dĩ trước đây ta không nói muội biết chuyện này là bởi vì tỷ tỷ thực sự không có nhiều giả tâm,
cũng sợ nếu như nói ra sẽ làm cho muội lo sợ. Nghĩ Dana tỷ tỷ làm sao biết được những chuyện trong hậu cung này. Bây giờ tỷ đã được thăng làm hoàng hậu, nên có vài chuyện không thể không cân nhắc. Nhưng muội chính là người mà ta tin tưởng nhất, cho nên ta mong muội có thể giúp đỡ ta. Tất nhiên, ngược lại ta cũng sẽ hết lòng giúp đỡ muội. Vậy tỷ muốn tiếp tục cho muội giữ tình tỷ muội với Đổng Tiểu Uyển là có ý gì chứ? Thật sự là muội không hiểu. Quả chân, chuyện này rất quan trọng. Muội cứ nghĩ đi, tỷ tỷ là hoàng hậu, phải đề phòng những người có uy hiếp với hậu vị của tỷ, phải không? Mà người đứng đầu chính là hoàng quý phi Linh Châu, và người sau đó chính là Đổng Tiểu Uyển. Nếu như người uy hiếp tỷ, thì người đầu tiên phải kể đến chính là hoàng quý phi, sau đó chính là Tác Nhĩ Na, rồi mới đến các phi tử khác. Nhưng riêng Tiểu Uyển thì hoàn toàn không có danh phận gì rồi, sao có thể uy hiếp tỷ được chứ? Muội muội, muội nghĩ mà coi, Đổng Tiểu Uyển chính là nữ tử được hoàng thượng sủng ái nhất. Sẽ có một ngày hoàng thượng chắc chắn sẽ phong nàng ấy làm phi, sẽ không có chuyện phong phi đâu, không có khả năng. Hơn nữa chắc chắn hoàng ngạch nương sẽ không đồng ý. Muội là cảm thấy hoàng ngạch nương sớm muộn gì cũng đuổi Đổng Tiểu Uyển ra khỏi cung. Muội còn cảm thấy nàng ấy thật đáng thương nữa kìa. Quả chân, muội hãy nghe theo sự sắp xếp của tỷ, giữ mối quan hệ tốt đẹp với Đổng Tiểu Uyển và báo cho ta biết mọi chuyện của nàng ta, có được không? Lúc ở trong cung, muội phải biết là tình hình của Đổng Tiểu Uyển là quan trọng nhất. Đã biết chưa? Muội đã biết rồi. Muội sẽ thông báo cho tỷ tỷ biết mọi chuyện của Đổng Tiểu Uyển. Quả chân, muội biết tỷ sợ nhất là điều gì không? Tỷ tỷ sợ nhất là một ngày nào đó Tiểu Uyển sẽ sinh hài tử cho hoàng thượng. Muội cũng biết tỷ chưa sinh được A-ca, mà thời gian hoàng thượng tới chỗ của tỷ tỷ ngày càng ít đi. Hoàng thượng cứ đến Nam Uyển thì không phải là chuyện tốt. Muội nhắc nhở Đổng Tiểu Uyển, nếu hoàng thượng luôn đến Nam Uyển thì sẽ khiến cho các tỷ muội khác ghen ghét. Muội hãy nói với nàng ấy, khuyên hoàng thượng nên tới chỗ của các tỷ muội khác. Muội muội cũng hiểu ý nghĩa của việc tiếp cận Đổng Tiểu Uyển. Muội nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà tỷ giao phó. Phải rồi, chuyện hôm nay chúng ta nói chỉ có muội và tỷ biết, tuyệt đối đừng cho ai biết hết, có biết chưa? Nương nương yên tâm, thần thiếp đã hiểu rồi. Hiểu rồi. Chỉ cần bổn cung có thể giữ được ngôi vị hoàng hậu này chưa đầy 3 năm, bổn cung nhất định sẽ khiến Linh Châu mất đi ngôi vị hoàng quý phi. Đến lúc đó, ngôi vị hoàng quý phi này tỷ sẽ giữ lại cho muội. Thần thiếp đa tạ hoàng hậu nương nương, thần thiếp thề sống chết đều sẽ thuần phục hoàng hậu nương nương. Để bổn cung hạ sinh A-ca, phượng vị hoàng hậu này không ai có thể lay chuyển được. Hoàng hậu nương nương ra quy rồi, tốt lắm. Sao hoàng hậu lại biết được những chuyện mà quả chân muốn chứ? Hoàng thượng, lần này Lan Quý Phi chắc chắn sẽ rất hận Tiểu Uyển. Không thể nào, nàng ấy đâu biết nàng nói chuyện đó với trẫm. Hoàng thượng không hiểu nữ nhân, chỉ có nữ nhân mới hiểu nữ nhân mà thôi. Hơn nữa nữ nhân có trực giác. Lan Quý Phi là người rất thông minh, nàng ấy nhất định sẽ đoán ra những chuyện đã xảy ra. Nàng ấy làm sao mà biết có trẫm che chở, nàng không cần sợ đâu. Đúng vậy, bến đò này đã có hoàng công tử bảo vệ, Tiểu Uyển còn sợ gì nữa chứ? Nàng dám nói hoàng cung của trẫm là bến đò, coi chừng bị người khác nghe lén lại đến bẩm báo với trẫm thì nàng chịu phạt đó. Cho nên Tiểu Uyển mới nói trước mặt của hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ không trách tội đâu, đúng không? Giống như cổ nhân thường nói, người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Nghịch ngợm. Phải rồi Tiểu Uyển,
Trẫm phong Lan Quý Phi làm Hoàng Quý Phi. Chuyện này thì nàng có cảm thấy kỳ lạ hay là khó hiểu hay không? Thật ra Tiểu Uyển cảm thấy Hoàng thượng tấn phong Lan Quý Phi là rất đúng đắn. Tiểu Uyển rất khâm phục. Tuy Tiểu Uyển tiến cung không lâu, nhưng mà cũng hiểu được sự hung hiểm trong chốn hậu cung. Tuy rằng Hoàng thượng là thiên tử, nhưng cũng phải chịu rất nhiều áp lực. Hồng sư phó đã nói cho Tiểu Uyển nghe những hoài bão to lớn của người. Hồng sư phó nói thế cục triều đình phức tạp, làm chính sách mới cũng có nhiều khó khăn. Nhưng hôm nay Tiểu Uyển thấy Hoàng thượng xử lý mọi chuyện đã biết tiến biết lui. Tiểu Uyển thật sự cảm thấy Hoàng thượng sẽ thực hiện được những hoài bão to lớn mà người đặt ra. Tiểu Uyển ơi là Tiểu Uyển, trẫm thật sự ngày càng thương nàng. Nàng có biết không, có nàng đồng hành cùng với trẫm, trẫm không chỉ cảm thấy thoải mái mà bản thân còn được tiếp thêm sự tự tin. Nàng xem, chỉ cần nói về việc lập hậu, nàng đã giúp trẫm rất nhiều để trẫm tránh khỏi sai lầm. Nàng biết không, trẫm cảm thấy sau này nàng sẽ còn giúp trẫm nhiều hơn nữa. Anh Cách Nhĩ, anh Cách Nhĩ, huynh nói xem tại sao Hoàng thượng khấu khấu. Muội nên gọi anh thống lĩnh hoặc là anh đại nhân. Muốn gọi sao thì liên quan gì tới tỷ đâu. Muội còn gọi là tiểu cường tử nữa kìa, có sao đâu chứ. Muội đó đúng là không có quy củ. Anh đại nhân, anh đại nhân, người phải nhắc nhở muội ấy chứ. Uyển Nhi, mỗi lần khấu khấu gọi tên của ta, ta thật sự không những không tức giận mà còn cảm thấy rất vui. Lúc ở Giang Ninh, chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, cho nên chuyện lễ nghi giữa ta và khấu khấu ngươi cũng đừng nói nữa được không? Anh đại nhân bình thường nói thành ngữ còn sai, nhưng cũng biết nói chuyện đó. Đến nỗi Uyển Nhi tỷ tỷ cũng không biết nói gì cho đúng. Có phải không Uyển Nhi tỷ tỷ? Dạ, nô tỳ hiểu rồi. Khấu khấu không chỉ có đổng chủ tử che chở, còn có anh đại nhân che chở, cho nên nô tỳ sau này không dám chỉ bảo khấu khấu nữa đâu. Cũng không thể nói như vậy, nên chỉ thì vẫn phải chỉ, nên dạy thì vẫn phải dạy. Nếu không, nhà đầu ngốc khấu khấu này không chừng sẽ có ngày phạm tội bằng trời đó. Không phải là phạm tội bằng trời, mà là tội lớn tày trời. Tiểu cường tử, bốn cô nương vừa mới khen huynh biết nói chuyện, sao lại nói năng lung tung nữa rồi? Anh đại nhân, nô tỳ thấy anh đại nhân rất thích khấu khấu. Nếu như sau này khấu khấu có phạm lỗi gì về lễ nghi, thì điều đó là do anh thống lĩnh đã dung túng, không thể trách nô tỳ được. Được, sau này nếu như khấu khấu phạm phải tội gì, cứ đổ hết lên đầu của ta. Nè, phải rồi, tiểu khấu tử, vừa nãy muội muốn nói gì? Muội muốn nói gì sao? Nhớ rồi. Huynh nói coi, hoàng thượng sao lại phong Lan Quý Phi làm Hoàng Quý Phi? Lan Quý Phi hạ độc tỷ tỷ, thiếu chút nữa đã đánh chết muội. Vốn chỉ nên đầy nàng ta vào lãnh cung. Huynh nói xem tại sao? Khấu khấu, khấu khấu, huynh cho muội biết, tỳ nữ trong cung không được bàn chuyện triều chính, lại càng không được bàn về chuyện thánh thượng. Những lời nói của muội là tội tày trời đó, có thể sẽ bị đánh chết có biết không? Nhanh như vậy đã trở mặt rồi, còn không biết tự kiểm điểm. Vẫn là tội lớn bằng trời. Không phải không biết thành ngữ mà không biết chữ rồi. Khấu khấu, muội làm ơn đừng có sửa lưng ta nữa được hay không? Muội hãy nhớ cho kỹ, thị nữ trong cung không được bàn về triều chính, càng không được bàn về thánh thượng. Khấu khấu, khấu khấu, quy củ trong cung muội nhất định phải học thuộc, phải hiểu được. Nếu như thái hậu nương nương biết được nô tỳ như muội lại dám nói Hoàng Quý Phi nương nương như vậy, lại còn nói hoàng thượng làm việc hồ đồ nữa, vậy thì một cái đầu của muội cũng không đủ đâu. Uyển Nhi tỷ tỷ, tỷ thấy rồi đó, khấu khấu vừa mới vào cung,
tính tình lại thẳng thắn. Chỉ là một tỳ nữ nhỏ bé nói năng lung tung mà thôi, thì cũng không cần bẩm báo với Thái hậu nương nương làm gì. Thái hậu nương nương chắc chắn cũng không quan tâm tới một nô tỳ nhỏ bé đâu. Huống hồ anh đại nhân đã nói như vậy thì nô tỳ cũng sẽ không bẩm báo. Nhưng mà nếu Khấu Khấu lại tiếp tục sai phạm, vậy thì nô tỳ phải làm theo chức trách rồi. Phải. Mau tạ ơn Uyển Nhi tỷ tỷ đi, mau lên. Đa tạ Uyển Nhi tỷ tỷ. Đa tạ Uyển Nhi tỷ tỷ. Mũi đó, thiệt tình. Đi thôi. Hôm nay trẫm sẽ ở lại đây. Không được. Tại sao chứ? Hôm nay hoàng thượng vừa lập tân hậu, lẽ ra nên đến cung của hoàng hậu ân ái hòa thuận chứ. Trẫm không muốn đến cung của hoàng hậu. Trẫm tới đó cảm thấy vô cùng tẻ nhạt. Vậy thì hoàng thượng vẫn phải đi. Nếu hoàng thượng không đi, thái hậu nương nương trách tội, thì tất cả đều là do tiểu Uyển sai rồi. Hoàng thượng nhẫn tâm sao? Nhưng mà trẫm thật sự là không muốn qua đó. Trẫm không muốn đi. Hoàng thượng, hoàng thượng yên tâm đi. Trong tim thần thiếp lúc nào cũng đều ở bên cạnh hoàng thượng, lúc nào cũng nghĩ về người hết. Là chuyện gì nữa? Mau đi đi. Giản thân vương phủ. A Mã, cũng may chúng ta làm việc kín đáo, không lộ ra chút gì về chuyện của Linh Châu. Nếu không thì đã mất mặt rồi. Nhất định vừa rồi đã xảy ra chuyện gì đó. A Mã sẽ xin Thái hậu nương nương giải thích chuyện này. Đa Na làm sao có thể so sánh được với Linh Châu nhà chúng ta chứ? Hoàng thượng quyết định như vậy, chắc chắn là kiêng kỵ quyền thế của chúng ta càng ngày càng lớn, cố ý ngăn chặn rồi. Chuyện này với Linh Châu thật sự là không công bằng. Chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Linh Châu chịu liên lụy vì gia tộc này rồi. Tể độ. Chuyện này của hậu cung thì không thể nói tới hai chữ công bằng. Con phải nhớ, chuyện Lan Quý Phi không được phong hậu, chúng ta không được lộ ra vẻ bất mãn. Mà ngược lại, phải chân thành tạ ơn chuyện Lan Quý Phi được tấn phong làm Hoàng Quý Phi. Lan Quý Phi vinh dự được tấn phong làm Hoàng Quý Phi, đó là do hoàng thất cho nhà chúng ta thể diện rồi. Chuyện này, ngoài việc tạ ơn ra, thì con không được tức giận, con nhất định không được nghị luận chuyện hậu cung, có hiểu hay chưa? Nhớ lời của A Mã đó. A Mã yên tâm, con nhất định không nhắc tới chuyện của hậu cung đâu. Con chỉ muốn nói về chuyện triều chính thôi, không nói chuyện hậu cung. Khôn Ninh Cung. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, 14 vị quý nhân phi tần hậu cung trừ Kính Phi nương nương bị bệnh không thể đến đây bái kiến. Những người khác đều đã đến đông đủ rồi. Làm phiền công công, chị thì bắt đầu đi. Dạ. Chúng quý nhân phi tần hành lễ hoàng hậu nương nương. Tam quỳ, tam bái.
Thần thiếp chúc mừng hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Lễ xong, hoàng quý phi nương nương mời đứng dậy. Tạ hoàng hậu nương nương. Các tỷ muội cũng đứng lên hết đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Các tỷ muội, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Dạ. Thần xin thỉnh an Thái hậu nương nương. Trịnh vương gia miễn hành đại lễ. Thần xin thất lễ. Trịnh vương gia mời ngồi. Tạ Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương, hôm nay lão thần đến từ Ninh Cung là để tạ ơn chuyện Lan Quý Phi được tấn phong làm Hoàng Quý Phi. Tôn à, ngươi lui xuống đi. Dạ. Trịnh vương gia, ai gia biết người đối với chuyện Đa Na phong hậu sẽ có nghi hoặc. Bởi vì trước đây ai gia cũng đã tiết lộ cho người biết, nếu như hoàng thượng phế hậu, có thể Linh Châu sẽ được lên ngôi. Hôm nay thực sự phế hậu, nhưng lại không phải là Linh Châu được thượng vị. Nên hôm nay mục đích của Trịnh thân vương đến đây chắc là cũng vì nguyên nhân của chuyện này phải không? Thái hậu thánh minh, thần đúng là có chút nghi hoặc. Chuyện phế hậu lần này, thần cho rằng hoàng thượng có đủ lý do. Thần không có ý kiến. Các vị đại thần nhị chính cũng không có ý kiến. Nhưng chuyện lập dung quý phi lên làm hoàng hậu, thần có hơi khó hiểu. Các vị đại thần nhị chính cũng thắc mắc. Được rồi, vậy thì ai gia sẽ giải thích cho ngươi hiểu. Hoàng quý phi, mời ngồi. Thần thiếp tạ ơn hoàng hậu nương nương. Các tỷ muội cũng ngồi xuống đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Các tỷ muội, hoàng thượng và hoàng nghịch nương sắc phong cho bổn cung làm hoàng hậu. Bổn cung thật sự rất ngạc nhiên. Thử hỏi, bổn cung có đức có tài gì mà lại có thể trở thành mẫu nghi thiên hạ chứ? Bổn cung chỉ có thể cúc cung tận tụy, cẩn trọng làm tròn thiên chức của mình. Bổn cung hy vọng các tỷ muội có thể cùng bổn cung cố gắng, làm cho hậu cung luôn luôn được yên bình, không khiến cho hoàng thượng và hoàng nghịch nương lo lắng thêm nữa. Hoàng quý phi tài hoa xuất chúng, lại có uy quyền, bây giờ được phong làm hoàng quý phi, là người đứng đầu chúng phi. Bổn cung mong hoàng quý phi có thể trợ giúp cho bổn cung cai quản thật tốt lục cung. Thần thiếp đa tạ nương nương đã nâng đỡ. Thần thiếp nhất định hoàn thành sứ mệnh, toàn tâm toàn lực giúp đỡ hoàng hậu nương nương quản lý tốt lục cung.
Hoàng Quý Phi rất hiểu chuyện, mau ngồi đi. Tạ nương nương. Nói đến quản lý hậu cung, hôm nay Kính Phi Tắc Nhĩ Na cáo bệnh không đến. Thần thiếp nghĩ là nương nương nên phái người đi điều tra. Nếu như Kính Phi Tắc Nhĩ Na thật sự bị bệnh nặng không thể dậy được nên mới không đến, hay là do tự cao tự đại không muốn đến? Nếu như bị bệnh nặng, Tắc Nhĩ Na nên được thái y dốc lòng chữa trị. Còn nếu không, thì nương nương cũng nên nghiêm khắc trách phạt nàng ấy, để nàng ấy biết sai mà sửa. Ta nghĩ là không cần đâu. Tắc Nhĩ Na vừa mới giáng xuống làm Kính Phi, tâm trạng có thể hiểu được. Hơn nữa cũng nhờ Lưu Công Công chuyển lời tới rồi, cho nên bổn cung nghĩa là không cần truy cứu. Nếu nương nương nhân từ như vậy, bổn cung lo lắng sau này hậu cung sẽ không được hòa bình yên ổn như hoàng hậu nương nương mong muốn đâu. Hoàng thượng và hoàng nghịch nương cũng sẽ không thể bớt lo lắng, trái lại còn có thể xảy ra nhiều sóng gió khiến cho hoàng thượng và hoàng nghịch nương càng thêm phiền muộn hơn. Hoàng Quý Phi quá lời rồi. Bổn cung chẳng qua là đang để ý tới tâm trạng của Tắc Nhĩ Na, không truy cứu nàng ấy. Bổn cung dùng sự nhân từ, chẳng lẽ không quản lý tốt hậu cung hay sao? Hoàng hậu quản lý hậu cung, lẽ nào vì thông cảm cho tâm trạng của một vị phi tử không tốt mà bỏ qua không tuân theo quy củ? Hôm nay bỏ qua cho một phi tần, ngày mai bỏ qua cho phi tần khác, chẳng phải hậu cung sẽ loạn hay sao? Bổn cung thật sự không hiểu đó. Hoàng Quý Phi nói chuyện xin giữ lời. Nói chuyện với hoàng hậu nương nương không xưng thần thiếp, lại còn gọi thẳng là hoàng hậu mà không thèm thêm chữ nương nương, đây chính là bất kính. Quả trân, bổn cung còn chưa nói người dám ngắt lời của bổn cung, không phải là tội bất kính hay sao? Ngươi lấy lòng Đổng Tiểu Uyển, quyến rũ hoàng thượng, đối nghịch với chúng ta. Bổn cung cùng chúng phi còn chưa giáo huấn người đủ đó. Hoàng Quý Phi vì ngôi vị hoàng hậu mà làm ra nhiều chuyện như vậy sao? Trong đó nghiêm trọng nhất là nàng ta lừa gạt hoàng thượng, nói rằng nàng ấy rất coi trọng Đổng Tiểu Uyển. Làm như vậy là giúp hoàng thượng để Đổng Tiểu Uyển thuận lợi ở lại trong cung. Hoàng Quý Phi sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Sau khi hoàng thượng biết được những chuyện mà Linh Châu đã làm, không những không xử phạt mà còn sắc phong cho làm Hoàng Quý Phi, điều này chứng tỏ hoàng thượng đã trưởng thành, biết rõ đạo lý hoàng thất và đại thần vị chính là người một nhà. Hoàng thượng xử lý Linh Châu như vậy là không muốn tổn thương Trịnh Vương gia và Giản Thân Vương. Tâm tư này của hoàng thượng, ai gia hy vọng Trịnh Vương gia có thể hiểu được. Thần không hề biết chuyện Hoàng Quý Phi đã làm ra những chuyện như vậy. Thần thật sự cảm thấy áy náy. Trong lòng của lão thần bây giờ vô cùng bối rối và vô cùng cảm động. Lão thần khấu tạ hoàng thượng, tạ hoàng ân mênh mông của Thái hậu nương nương. Trịnh Vương gia đứng lên đi. Chúng ta là người một nhà, người một nhà quan trọng là phải thẳng thắn với nhau, sẵn sàng thông cảm và giúp đỡ cho nhau, không phải sao? Thái hậu nương nương thánh minh. Về chuyện của Hoàng Quý Phi, ai gia hy vọng Trịnh Vương gia sẽ không để lộ ra ngoài, cho dù là Giản Thân Vương cũng không cần nói tới. Hoàng Quý Phi là người thông minh, ai gia hy vọng nàng ấy sẽ tự biết việc mình làm. Nếu như có người truyền lời cho nàng ấy, sợ rằng nàng ấy sẽ sinh lòng mà oán hận đó. Lão thần đã hiểu, xin Thái hậu yên tâm, thần tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra đâu. Hoàng Quý Phi nương nương nói rất đúng. Đức Phi cố ý lấy lòng Đổng Tiểu Uyển là có ý đồ khác, muốn chống đối lại chúng phi. Bây giờ ngươi đã chiếm được chỗ tốt rồi, chẳng phải từ Kính Phi lên tới Đức Phi rồi hay sao chứ?
Lời bốn cung nói là chuyện Hoàng Quý Phi bất kính, không liên quan đến Đổng Tiểu Uyển. Được rồi, ngươi còn dám mạnh miệng. Ngươi phải nhớ cho kỹ, Hoàng Quý Phi với các phi tần bình thường khác thì tôn ti khác nhau. Lúc ngươi gọi bổn cung là Hoàng Quý Phi, ngươi có thêm chữ nương nương hay không? Đúng là hỗn xược. Hoàng Quý Phi, chuyện chúng ta đang nói là chuyện của Kính Phi, ngươi đừng đi quá xa, cũng đừng thuận miệng mắng chửi người khác. Hoàng hậu nương nương, mọi người đều biết người thân thiết với Quả Trân, bảo vệ nàng ta thì không có chuyện gì là lạ hết. Nhưng chuyện Quả Trân dám kết làm tỷ muội với Đổng Tiểu Uyển kia, người không thể che chở cho nàng ấy. Việc này nếu như người đứng về phía nàng ấy, vậy thì bổn cung sẽ cùng với người tới gặp Hoàng Ngạch Nương để phân xử. Hoàng Quý Phi nương nương, hôm nay là ngày vui mọi người đến chúc mừng Hoàng hậu nương nương, không nên tranh cãi với nhau. Hoàng Quý Phi và Hoàng hậu nương nương nói chuyện phải xưng thần thiếp với nhau, như vậy mới phải phép. Lưu công công, ông nên nói ít lại đi, như vậy sẽ tốt cho ông hơn. Hoàng Quý Phi, bổn cung nhắc nhở ngươi, Quả Trân thăng làm Đức Phi là Hoàng thượng và Hoàng Ngạch Nương khâm định. Quả Trân trời sinh tính tình thiện lương, Hoàng Ngạch Nương không muốn so đo với nàng ấy. Hoàng Quý Phi ngươi so đo với nàng ấy làm gì chứ? Hơn nữa, coi thường một Quả Trân không quyền không thế cũng không tính là có bản lĩnh gì hết. Hoàng hậu nương nương thông tuệ, thần thiếp cho rằng Hoàng Quý Phi nương nương địa chỉ tôn quý, không cần so đo với các phi tần phía dưới. Được lắm, Dung Quý Phi cũng đứng ra nói trước. Chẳng trách Hoàng hậu nương nương luôn có người muốn lấy lòng. Nhưng mà bổn cung muốn nhắc nhở các ngươi một câu, nếu các ngươi cho rằng kết thân với Đổng Tiểu Uyển sẽ được Hoàng Ngạch Nương bỏ qua, vậy thì ta thấy các ngươi tính toán sai rồi, sớm có ngày hối hận không kịp đâu.